Cần Thơ ký sự 065 lại review laptop, laptop ve chai, laptop trình diệt Chrome. Acer, Acer đúng là có nhiều cái ý tưởng hay các bạn. Những cái dòng Aspire chọc nữ nhỏ gọn 11 chấm mấy inch rồi đủ màu sắc. Những dòng to mỏng, còn đây là một cái loại chắc sản xuất riêng cho thị trường nào đó các bạn. Con này con Acer Chrome. Nó à cái màn hình này là màn hình giống như máy tính bảng gì, nó là một cái con kết hợp 2 trong 1 à. Vừa mình nghĩ trong vừa máy tính bảng vừa là laptop ấy. Nó là mã là Acer G11CB5132T. Màn hình là 11.6 inch touchscreen cảm ứng. Nó chạy cái chip Intel Celeron. RAM 4GB, ổ cứng là cái ổ eMMC ba. Thấy thị trường này mình thấy nó sản xuất made in, để đọc kỹ. Made in thấy địa chỉ thấy ở trong Italia. Ý đại lợi ha, nói theo một số bạn ở bên kia bờ đại dương kia bằng Ý đại lợi ha, nước Ý Italia mà. Năm 2016, 11 10 tháng 11 2016. Hiện tại nó bị hư rồi bạn. Cái này mình thấy nó cái 2016 à. Nó xuất cái màn hình ra nè bạn ha, cái này có thể quay 360 độ được ha. Không lẽ nó có giống mấy cái Fujitsu mình đã review rồi sao nó có thể mình gỡ cái màn hình ra mình sử dụng như máy tính bảng bình thường được, mà cái này chắc không rồi ha. Cái kia là nó có hai cái miếng G các bạn, một cái máy tính bảng riêng, rồi cái một cái bàn phím riêng để lên là xài á, còn cái này là dính chùm. Mình đang nói về cái con Fujitsu trên kênh mình các bạn, laptop 2 trong 1 á. Nó là bạn ha, hàng Chrome mình không biết là cái năm 2016 này nó có ký hợp đồng gì, nó ký cái thương hiệu cho Chrome hay không á, hợp tác với Chrome mà sẽ cái dòng này á. Nó có chữ Chrome mà. Đó, ha, có thể ship là gì các bạn. Đó. Tính bản kết hợp mà laptop ha. Những cái màn hình mà cảm ứng, cái màn hình của laptop mà cảm ứng nhìn nó đẹp gì đâu á. Cấu hình đó các bạn ha. Tin này chắc tin cách đây 6 năm ha, năm 2016, hàng này hàng nhập khẩu. Năm nãy cái mình coi mình thấy nó chữ Italia Ý trên Amazon các bạn ha. Ghi $139 $140 $140 140 khoảng 3 triệu khoảng 3 triệu mấy ha. Under cầm cái tay chọt vô mà. Video kết thúc đây các bạn. Thấy cái nào mà thấy lạ, nó chạy CPU N3060 bạn. Cái này cầm đi lên được nha.